Thu. Du hành tuổi thơ. Chào mừng các bé và hai mẹ đã tham gia chương trình du hành tuổi thơ. Các bạn đang có mặt tại bản làng Thái Hải. Ngay bây giờ các bạn hãy vào làng tìm bà Hảo để nhận nhiệm vụ. Lưu ý nhận dạng mặc trang phục dân tộc Tày và đội nón. Wow. Đi tìm bà Hảo. Tiếp ở đây không? Rất nhiều nhà nhưng mình không biết nhà nào là nhà của bà Hảo. Thời gian của mình lúc nãy là 5 phút. Ở đây cũng không có người để hỏi. Chắc mình hỏi ông đi. Ừ. Hỏi ông nào. Ông cảm ơn cho con hỏi. Bà ở đâu ạ? Bà đang quay bánh này. À thế ạ? Ô nhanh lên chúng mình ra đây đi. Khoảnh khắc. Hôm nay bà cũng rất là vinh dự được đón các con về bản làng Thái Hải của bà. Hôm nay nhiệm vụ của các con đến với bản làng của bà là thứ nhất là làm bánh chè lam, hai là đi nhặt trứng và những hoạt động khác nữa. Con cảm ơn bà. Hôm nay bà sẽ hướng dẫn các con làm chè lam nhá. Để bà giới thiệu qua những nguyên liệu. Đây là bột gạo nếp, đây là lạc, mình cũng rang lên và xiết ra. Đường đây là bà đã nấu chín rồi này, mới lại gừng. Đấy, cho bột vào đây này. Cái này nó sẽ đông đặc lại đúng không bà? Đúng rồi. Quấy khi đến khi nào mà nó dẻo mà nó vừa thì là mình cho lạc thôi. Chè lam rất nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên con được làm, con cảm thấy nó bình thường, nó không khó. Nhưng mà đoạn khuấy bởi nó cứng nó khó hơn. Đây là lần đầu tiên con được làm chè lam và rất là vui, và có đoạn khuấy thì là rất là khó. Con lại có thêm một kiến thức mới nữa để làm đồ ăn cho bà, bởi vì bà con là một người cực kỳ thích ăn chè lam. Sản phẩm mình đã làm xong rồi này. Bây giờ bà sẽ mời các con ăn bánh nào. Đây. Ơn nhà mình mà bà thưởng luôn này, các con ăn thoải mái luôn đi. Cảm ơn bà. Bà, con mời bà. Các con ăn bánh ở đây xem có khác ở Hà Nội không? Ngon lắm mẹ ơi. Rất ngon. Mẹ. Mình làm bánh xong rồi này, mình được ăn bánh rồi này. Thế thì bây giờ hai bạn bé nhà bà đây này, đấy sẽ dẫn hai cháu và hai mẹ đi lên đồi làm nhiệm vụ tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm một nhiệm vụ nữa là mình sẽ đi nhặt trứng. Hàng ngày thì chúng con thì cũng đi nhặt trứng. Nào bây giờ chúng mình cùng đi nhá. Nào đi. Trứng gà rất là nhỏ nên là chúng ta cẩn thận không thể sẽ vỡ mất ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ạ. Ok. Minh Quân ơi, trứng đâu ấy nhỉ? Mẹ đang chưa nhìn thấy quả nào này. Đây rồi. Wow. Tìm được hai quả này. Đâu đâu đâu. Đấy thì anh Quân đã tìm được rồi đấy kia. Đây đây đưa mẹ. Đây. Ôi cẩn thận con. Đây con đi là đi được ba quả, hai quả nữa rồi. Đâu. Ê, kiểu anh ơi, cho anh xin quả trứng nhá. Anh xin để làm gì? Anh về anh ấp xin được con nở hay không? Anh mang về làm trứng rán đi. Đúng rồi, mình có thể rán lên hở ôm nhá.
Ngoài các việc nhặt trứng, làm bánh thì con còn phải quét nhà, quét sân. Vậy bây giờ mọi người hãy cùng giúp con quét hết cái sân này ạ. Nhất trí. Đúng việc của anh Quân rồi, ngày nào cũng quét sân con ạ. Con cầm kiểu gì đây con? Con kiểu gì đây? Cầm chổi như thế này à? Tay như này này con này. Nào nghiêm túc nào Minh Quân ơi. Quét xong xong rồi, con thử đứng lên nhìn chổi. Đây rồi, bọn mình đã thu được một đống rồi như này. Để mẹ cho vào đây nha. Rồi. Sau khi được tham gia các hoạt động làm chè lam này, đi tìm trứng, rồi quét sân này, thì mình cảm thấy là rất là vui. Ngoài việc các con được trải nghiệm này, được khám phá này, hòa mình vào cùng làm việc cùng các bạn, con thấy hôm nay là một trải nghiệm rất vui. Vậy sau lần này về con có sẵn sàng, con sẽ bắt tay vào, con sẽ làm những công việc nhà với mẹ nhiều hơn không? Có ạ. Giống các bạn tày ở đây không? Có ạ. Thống nhất nha. Vâng. Ok. Qua cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì mình thấy rằng là các bạn nhỏ của mình tất cả những mọi việc mà hàng ngày ở nhà gần như không làm thì hôm nay đã thực hiện được. Và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ thực hiện tốt những cái việc này ở trong công việc hàng ngày. Con thấy cảm thấy là rất là vui và hứng thú khi có thể được làm việc nhà, những cái việc mà hàng ngày con không được làm. Mong rằng là gần nhất em và anh sẽ quay lại bản làng Thái Hải á. Nhất trí rồi. Nhất trí